Trong sản xuất nông nghiệp, việc hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác vừa tạo ra sản lượng hàng hóa lớn, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, vừa thuận tiện trong chuyển giao vốn, kỹ thuật cho nông dân. Hiệu quả mang lại cao nên việc hợp tác trong sản xuất ngày càng được nông dân quan tâm hợp tác. Nhận thấy hiệu quả kinh tế mang lại và luôn tin tưởng vào việc phát triển kinh tế tập thể, ông Nguyễn Văn Sâm ở xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã vận động 10 hộ chăn nuôi dê trên địa bàn xã cùng tham gia thành lập hợp tác xã chăn nuôi dê Vĩnh Hòa. Nuôi dê không đòi hỏi nhiều kỹ thuật và công chăm sóc, cần thiết nhất chỉ là tạo nguồn thức ăn dồi dào để đảm bảo nhiều bữa ăn trong ngày cho đàn dê, cùng với đó là tiêm ngừa phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Chuồng trại nuôi dê không đòi hỏi quá cầu kỳ nên không tốn nhiều vốn đầu tư. Ông Sung và các hộ thành viên chủ yếu đầu tư vốn để mua con giống. Tổng đàn dê của toàn hợp tác xã hiện phát triển lên gần 1.000 con, khắc phục hạn chế chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún đem lại hiệu quả cao trong chăn nuôi. Tên hợp tác xã thì mỗi hộ thì được hưởng cái nguồn lợi chính sách trăm triệu á, vốn 0.5% trên năm. Đó thì từ đó bà con sản xuất chăn nuôi là bán cho hợp tác xã đi có cái đầu vào thì đầu ra nó ổn định. nguồn thức ăn cũng vậy, hợp tác xã đứng ra để hỗ trợ cho bà con nông dân. Xác định được tầm quan trọng của việc hợp tác trong sản xuất nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân tỉnh đã khuyến khích hướng dẫn nông dân tham gia thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất. Toàn tỉnh hiện đã phát triển được 70 hợp tác xã nông nghiệp với hơn 1.000 thành viên và 141 tổ hợp tác với hơn 1.200 thành viên, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ nông nghiệp. Cùng với hợp tác xã, các tổ hợp tác phát triển đã làm phong phú mô hình sản xuất ở xã nông thôn mới nâng cao thu nhập và đời sống cư dân nông thôn, hợp tác và hoạt động hiệu quả đã tạo khí thế phấn khởi trong nông dân. Và tổ hợp tác thì uh, hỗ trợ phân với giống, mình đi bỏ muối cho uh, người ta bán với mình đi bán nẻ nữa. Hợp tác và cùng nhau phát triển sản xuất đã phát huy tốt vai trò trong việc nâng cao năng lực kinh tế hộ, giúp các thành viên sử dụng hiệu quả hơn về vốn, đất đai, vật tư, tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, vốn tín dụng tăng thu nhập cho các thành viên. Từ hiệu quả của mô hình hợp tác sản xuất, nông dân ngày càng tin tưởng vào con đường làm ăn tập thể, góp phần tăng giá trị ngành nông nghiệp địa phương.